Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin trưa ngày hôm nay mùng 1 tháng 1 năm 2019 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Không khí tưng bừng chào đón năm mới 2019 trên khắp cả nước. Giữ vững ổn định chính trị được xem là yếu tố nền tảng đảm bảo cho việc hướng tới những mục tiêu xa hơn trên con đường phát triển của đất nước. Cùng gặp gỡ với một họa sĩ, người đã sử dụng thành công màu nước trên giấy gió mỏng để phác họa những bức tranh giản dị tuyệt đẹp về con người và cuộc sống nông thôn của Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự đầu tiên của Ban Truyền hình Đối ngoại trong năm 2019 và xin chúc quý vị khán giả một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và đặc biệt là nhiều thành công mới trong công việc. Thưa quý vị, năm nay thủ đô Hà Nội đón mừng năm mới trong thời tiết giá lạnh. Tuy nhiên thì điều này cũng không ngăn được rất đông người dân ra đường tham gia vào các hoạt động chào mừng năm mới được tổ chức tại nhiều điểm. Và cũng như mọi năm, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm vẫn là nơi sôi động nhất với nhiều sân khấu đếm ngược được tổ chức. Không khí dường như được hâm nóng bởi những màn trình diễn sôi động của các nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả đều được đắm chìm vào một không gian âm nhạc đầy màu sắc. Và thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng đã đến trong sự hồi hộp đón mừng của hàng trăm nghìn người. Năm cũ qua đi, đón mừng năm mới cũng là lúc để mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất và cùng hướng tới những mong ước, dự định mới. Tôi mong ước cho mình và cho gia đình năm mới, một năm mới thật đến với thật nhiều niềm vui, thật suôn sẻ và công việc ngày càng thành công. Cũng có nhiều dự định, nhưng mà dự định trong năm mới thì mình muốn là gia đình sẽ đi du lịch nhiều hơn và gia đình sẽ quay quần bên nhau càng ngày càng nhiều hơn, sum vầy hơn. Hòa chung với lại không khí đón chào năm mới của không chỉ cả trên thế giới mà còn cả Việt Nam nữa thì năm mới mình cũng muốn có một cái không khí thật là ấm áp rồi là vui tươi và muốn được mọi người đón chào năm mới và đón chào tất cả những cái gì tốt đẹp nhất của năm mới. Những thời khắc đầu năm mới dường như trôi chậm hơn so với thường lệ. Nhiều người đã thức trọn đêm để tận hưởng khoảng thời gian đặc biệt này. Mỗi người có một cảm nhận riêng khi thời khắc chuyển giao sang năm mới qua đi. Nhưng có một điểm chung là ai cũng hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Như vậy là chúng ta đã bước qua thời khắc chuyển giao sang năm mới 2019. Trong những giờ phút đầu tiên của năm mới thì tốt đẹp và may mắn là những điều mà người dân đang trông đợi và đặt nhiều kỳ vọng. Năm mới 2019 với nhiều người sẽ là một năm thành công khi nhiều dự định được thực hiện, kinh tế phát triển, đất nước sẽ có nhiều đổi thay tích cực và mạnh mẽ. Đó là không khí đón mừng năm mới tại thủ đô Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã được thưởng thức màn bắn pháo hoa 15 phút tại hai điểm là đường hầm sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen. Sau màn đếm ngược 10 giây bước sang năm mới, phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh lại tưng bừng tiếng nhạc và bài hát Happy New Year truyền thống. Trên nền trời phía hầm Thủ Thiêm, quận 2, từng chùm pháo hoa nở rộ. Tại phố Bùi Viện thì rất nhiều thanh niên Việt Nam, du khách nước ngoài hát và nhảy theo điệu nhạc sôi động, cùng nhau chúc mừng năm mới trong thời khắc chuyển giao. Còn tại thành phố Đà Nẵng, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về công viên 29 tháng 3 đường mùng 2 tháng 9 để hòa chung vào không khí sôi động của lễ hội đếm ngược Đà Nẵng Countdown 2019. Với màn trình diễn ánh sáng huyền ảo, những tiết mục float mode sôi động và âm nhạc trẻ trung, lễ hội đếm ngược Đà Nẵng 2019 thực sự đã mang đến không khí vui nhộn cho giới trẻ đón chào năm mới. Dự kiến vào tối ngày hôm nay mùng 1 tháng 1, Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại cầu Nguyễn Văn Trỗi trên sông Hàn để chào đón năm mới 2019. Thưa quý vị, năm 2018 đã qua và năm mới 2019 đã tới với nhiều niềm hy vọng mới. Nhiều địa phương trên cả nước cũng đã tổ chức các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa để chào đón năm mới 2019. Và dù điều kiện thời tiết phong tục mỗi nơi thì mỗi khác, nhưng không khí chuyển giao vẫn luôn ngập tràn niềm vui ở khắp mọi miền của đất nước. Trong thời khắc đón chào năm mới 2019,
khu du lịch quốc gia Sapa Lào Cai chìm trong giá rét, nhưng vẫn có hàng chục nghìn du khách trong nước và quốc tế đón năm mới tại Sapa, hòa mình trong không gian nhộn nhịp mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Tại tỉnh Phú Thọ, tối qua đã diễn ra chương trình văn nghệ vinh danh 18 gương thanh niên tiêu biểu. Thời khắc giao thừa, quảng trường Hùng Vương trở nên tưng bừng, náo nhiệt hơn với chương trình nghệ thuật ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Tại Hà Tĩnh là chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2019 với nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc. Còn tại thành phố Hội An, trước thời khắc cả thế giới đếm ngược thời gian để bước sang năm mới 2019, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 3,8 triệu trong năm 2018. Mặc dù thời tiết ở Nha Trang, Khánh Hòa có mưa lớn, nhưng lễ công bố năm du lịch quốc gia 2019 và chào đón năm mới vẫn diễn ra tối qua tại quảng trường mùng 2 tháng 4. Và đúng thời khắc chuyển giao, toàn thành phố biển hân hoan chào đón năm mới 2019 với màn bắn pháo hoa rực rỡ. Chào năm mới 2019, tối qua hàng nghìn người dân thành phố Cần Thơ đã tập trung về công viên Lưu Hữu Phước để thưởng thức chương trình nghệ thuật Cần Thơ 15 mùa hoa rực rỡ. Đây cũng là dịp kỷ niệm 15 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quý vị, năm 2018 đã khép lại với bức tranh kinh tế cùng những gam màu sáng là chủ đạo. Cùng với tăng trưởng GDP ở mức kỷ lục, kiểm soát hiệu quả lạm phát và nợ công, thì Việt Nam tiếp tục được coi là một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư. Có nhiều lý giải cho việc chúng ta đã đạt được và vượt các mục tiêu phát triển. Trong đó thì có một nguyên nhân quan trọng, đó là việc Việt Nam đã giữ vững được ổn định chính trị. Và đây cũng được nhấn mạnh là yếu tố nền tảng, đảm bảo cho việc hướng tới những mục tiêu xa hơn trên con đường phát triển của đất nước. Năm 2018, trước những diễn biến mới của kinh tế thế giới, nhiều hãng cung cấp linh kiện cho tập đoàn công nghệ nổi tiếng Apple đang tính toán các phương án chuyển hoạt động sản xuất, trong đó có nhắc đến Việt Nam. Việt Nam cũng là cái tên mà hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc chọn lựa trong chiến lược đầu tư dài hơi của tập đoàn này. Trong vòng 10 năm, Samsung đã đầu tư 17 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam. Việt Nam là sự lựa chọn có tính toán đối với các nhà đầu tư nước ngoài. An ninh, an toàn và ổn định chính trị đã khiến Việt Nam trở thành điểm đến của các nhà đầu tư, và yếu tố này đang có tác động rất lớn và tích cực tới sự phát triển của đất nước. Nhưng một số người Việt Nam lại chưa hiểu rõ giá trị của đất nước mình đang có. Tôi tin rằng ổn định chính trị là nền tảng rất quan trọng đối với toàn thế giới, và trong hoàn cảnh của Việt Nam thì bằng bất cứ giá nào cần đảm bảo và phát huy yếu tố này để đất nước tiếp tục phát triển. Ổn định để đất nước phát triển bền vững, đây là điều mong mỏi của bất kỳ người dân cũng như lãnh đạo của các nước trên thế giới. Điều này lại càng có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới ngày càng có những diễn biến phức tạp, khó lường. Bởi vậy, vụ việc xảy ra cách đây nửa năm ở Bình Thuận, có một số người dân bị lợi dụng dẫn đến vi phạm pháp luật đã cho thấy phải tỉnh táo, đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng. Tôi cho rằng là người dân cần phải hết sức tỉnh táo đối với những câu chuyện, đối với những tình thế như vậy. Bởi vì tác động tiêu cực, thậm chí là còn vi phạm pháp luật. Nếu như mà nhà đầu tư người ta không yên ổn làm ăn, không tin tưởng vào làm ăn, thì đương nhiên là người ta sẽ đầu tư trong trạng thái nhấp nhổ và có thể là quyết định chuyển cái đầu tư đó đến bất kỳ địa phương nào, nước nào mà ở đó ổn định hơn, lợi thế hơn, làm ăn tốt hơn. Ổn định để phát triển còn là quyết tâm của Đảng và Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong việc mạnh tay, kiên quyết với tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện vòi vĩnh làm khó các nhà đầu tư. Trong thời gian qua, hàng loạt cán bộ các cấp đã bị xử lý vì những sai phạm khác nhau. Nhiều vụ án nổi cộm bị đem ra xét xử. Việc mạnh tay làm trong sạch bộ máy, đảm bảo sự vững mạnh của thể chế sẽ tạo điểm tựa cho phát triển. Tất cả những điều đó đã chỉ báo rằng đấy là một bộ máy mạnh. Chỉ có một bộ máy mạnh với thực sự tự mồi xẻ những bệnh hoạn mà do nó đã chứa chất. Và chỉ có như thế thì môi trường mới trong sạch. Những bệnh hoạn đã qua không được tái hiện trong tương lai nữa. Và đó là tiền đề để chúng ta phát triển. Và đó cũng là một chỉ dấu để các nhà đầu tư tin tưởng đầu tư một cách lâu dài. Chẳng ai muốn tới thăm một đất nước không có ổn định chính trị,
và cũng chẳng có ai muốn đưa gia đình mình tới sống ở một quốc gia bất ổn. Và do đó, ổn định chính trị rất quan trọng trong cải thiện hình ảnh đất nước, thu hút người nước ngoài đầu tư, đến sống và làm việc. Do đó, tôi tin rằng ổn định chính trị là nền tảng rất quan trọng cho thế giới và Việt Nam đã làm được điều đó. Một nghiên cứu mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng ổn định chính trị sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tăng năng suất, tăng đầu tư vào cơ sở vật chất cũng như là yếu tố con người. Mức độ ổn định chính trị của một quốc gia cũng sẽ làm tăng sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế, lòng tin của doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa nước ngoài đối với Việt Nam. Vì vậy, để vượt qua kỷ lục tăng trưởng GDP năm 2018 ở mức 7,08% theo nhu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương mới đây, thì ổn định chính trị cần phải được coi là một nguồn tài nguyên quý giá, một yếu tố tiên quyết và bao trùm mà toàn bộ hệ thống chính trị sẽ phải giữ vững trong thời gian tới. Năm 2018 cũng là năm ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của mặt hàng gạo. Kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên quay trở lại mốc hơn 3 tỷ đô la Mỹ sau 6 năm liên tục giảm. Và đáng mừng hơn là giá trị tính bằng ngoại tệ trên mỗi tấn gạo xuất khẩu đã nâng cao được giá trị. Và mời quý vị cùng cảm nhận một năm được mùa, được giá qua những tâm sự của nông dân và doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay sản xuất lúa đồng bằng sông Cửu Long, nông dân chúng tôi vui lắm, vui vì được mùa và trúng giá. Tôi và nhiều nông dân ở đây đều có cái chuyển vọng là chuyển hướng sang cái thực mặn SGB để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu. SGB tức nghĩa là mặn lúa sạch đó, và bảo vệ môi trường, chặt dạ, đắp bờ đê, chạc, xới, xịt thuốc giải phân gì là máy móc tôi đã đều đầy đủ hết. Tôi sắm tới hạ, nếu so về nông dân á, là tôi đầu tư ra là 2 tỷ. Lúa gạo của tôi gặt xong bây giờ là tôi không lo gì chuyện thương lái nữa. Cứ di chuyển về nhà máy là xong. Lúa về rồi anh em ơi. Lúa Nam Thanh cực tốt, chất lượng cao. Giờ dây chuyền xuất khẩu rồi đó. Vui quá. Hôm nay mình đã ghi được cái dấu ấn về cái vấn đề không phải là chất lượng đó, mà chúng ta đang đạt được cái mức độ là giá trị. Có những cái thời điểm đó, giá gạo chúng ta cao hẳn hơn một số nước lân cận như Thái Lan, như Pakistan, như Campuchia. Để đưa cái hạt gạo đi xa, lan tỏa rộng hơn, ở một cái tầm cao hơn, thì nông dân và doanh nghiệp phải đi cùng trên một con thuyền. Cái liên kết của nông dân và doanh nghiệp nó được càng được chặt chẽ khi chúng ta cùng một hướng đi, cùng một cái quy trình, đồng cam cộng khổ với nhau như lực lượng Ba Cùng đã làm với nông dân vừa qua. Ai mà có được cái một lần đến để chia sẻ với người nông dân khi mà họ được mùa đó và thắng lợi đó, chúng ta mới cảm xúc rằng cái thần đó là cái linh hồn của cuộc sống ở nông thôn, và trở về đây chúng ta cảm thấy như là cá trở về với nước, với đồng ruộng, với những người thân yêu của mình. Tất cả cái đó nó cho mình cái sức mạnh, một cái khát khao là làm sao phải thay đổi cái cuộc sống của bà con nông dân. Ai đến Long Xuyên, ai về Rạch Giá, con sông Thổi Hà trở nắng phù sa. Trong phần tiếp theo của bản tin, thời tiết rét đậm rét hại khiến cho hàng chục nghìn du khách đã đến Sapa, tỉnh Lào Cai với hy vọng có thể nhìn thấy tuyết. Cùng chúng tôi gặp gỡ với một họa sĩ người đã sử dụng thành công màu nước trên giấy gió mỏng để phác họa những bức tranh giản dị tuyệt đẹp về con người và cuộc sống nông thôn của Việt Nam.
Tiếp tục bản tin, chúng tôi xin cập nhật về tình hình của các du khách Việt Nam gặp nạn tại Ai Cập. Theo thông tin mới nhất, thì đoàn 9 nạn nhân đã rời Cairo, Ai Cập về nước trong tối ngày 31 tháng 12 sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra sức khỏe cuối cùng. Trong số 9 nạn nhân thì có 7 nạn nhân có tinh thần tương đối ổn định, trong khi 2 người thì vẫn còn mang những dư chấn tâm lý. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đảm bảo việc di chuyển tại sân bay được thuận lợi nhất. Hiện còn 3 người đang bị thương cần được điều trị tích cực tại bệnh viện. Trong số những nạn nhân đang phải điều trị thì đáng chú ý nhất là trường hợp của du khách Lê Thị Ngọc Hà bị thương nặng ở hai chân, hiện đã phẫu thuật một chân và chuẩn bị cho ca phẫu thuật thứ hai. Thân nhân của 3 trường hợp bị thương nặng cũng đã vừa đến Cairo để chăm sóc các nạn nhân. Với 3 trường hợp tử vong, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cùng với phía Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Tourist đang tích cực tìm công ty vận chuyển để có thể chở thi hài những nạn nhân xấu số về trong thời gian sớm nhất. Quý vị, băng tuyết cũng đã xuất hiện tại đỉnh Phiêu Oác, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Mặc dù nhiệt độ rất thấp nhưng du khách vẫn nườm nượp kéo về đây để ngắm cảnh thiên nhiên kỳ ảo và chụp ảnh băng giá. Vào sáng ngày 31 tháng 12 năm 2018, khu vực đỉnh Mẫu Sơn nhiệt độ xuống thấp âm 6 độ C và băng giá dày đặc. Lượng băng khổng lồ ngày 30 tháng 12 năm 2018 vẫn chưa kịp tan, dự kiến băng giá sẽ kéo dài cho hết ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tắc nghẽn giao thông đã xảy ra dưới chân núi, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối có sương mù dày đặc. Xe cộ cần lưu ý bật đèn, đi chậm để tránh chân trượt. Đối với những người dân sống quanh khu vực Phiêu Oác, nơi nhiệt độ thường xuyên xuống thấp, việc băng giá xuất hiện đã không còn xa lạ. Do đó, người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã gây rét đậm, rét hại trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tiếp diễn đến hết ngày 4 tháng 1 năm 2019. Cũng trong vòng 2 ngày nay, thì hàng chục nghìn du khách đã đến với Sapa, tỉnh Lào Cai với hy vọng có thể nhìn thấy tuyết. Ở Sapa, những ngày này rét đậm, rét hại, trời thì lại có mưa lớn nữa nên cảm giác càng rét buốt hơn. Thế nhưng tuyết thì vẫn chưa xuất hiện. Trong 2 ngày cuối tuần, khi nhiệt độ tại trung tâm thị trấn Sapa khoảng 3 độ, thì trên đỉnh Phan Xipang nhiệt độ giảm xuống chỉ còn âm 5 độ. Với mục đích săn tuyết, những du khách này đã vượt một quãng đường dài để đến Sapa, chờ đợi để được chứng kiến tuyết rơi trên đỉnh Phan Xipang. Mặc dù có tiếc nuối khi không được tận mắt nhìn thấy tuyết, nhưng mọi người vẫn khá hài lòng với trải nghiệm thú vị trên nóc nhà Đông Dương. Lần đầu tiên tôi được lên Phan Xipang, cảm giác rất là lạnh, nhưng mà rất là sung sướng, rất là hùng vĩ. Cảm thấy mọi thứ chưa bao giờ được cảm nhận như này cả. Cả đoàn rất là vui vẻ. Từ đấy giờ là chụp hàng trăm kiểu ảnh trên đây rồi. Đây cũng là lần thứ hai tôi lên đây. Lần đầu tiên thì đi với bầu trời đầy nắng, không có tí mây nào. Còn lần này thì lại toàn mây là mây. Đây là cũng là một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị. Đây là đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông năm nay. Vì vậy đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với mong muốn được chiêm ngưỡng hiện tượng băng tuyết kỳ thú tại Sapa. Do lượng du khách đổ về Sapa khá đông nên hầu hết các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn luôn trong tình trạng cháy phòng. Tuy nhiên, do làm tốt công tác chuẩn bị nên Sapa không xảy ra tình trạng tăng giá và chặt chém du khách. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 1 năm 2019, đoàn khách quốc tế đầu tiên của thủ đô Hà Nội trong năm mới đã đặt chân tới cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Lễ đón được tổ chức với sự tham dự của đông đảo đại biểu ngành du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch lữ hành. Năm 2018 vừa qua thì cũng là một năm ấn tượng của du lịch thủ đô với nhiều kỷ lục mới. Chuyến bay mang số hiệu VN36 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam khởi hành từ Frankfurt đưa những vị khách quốc tế đầu tiên của năm mới đến sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội vào sáng sớm nay. Vị khách đầu tiên là ông Tim Markus mang quốc tịch Đức. Từ cách đây 6 năm, tôi đã gắn bó với Việt Nam do đặc thù công việc. Mỗi năm tôi qua đây 3 đến 4 lần, mỗi lần khám phá một vùng đất và mỗi điểm đến mang một vẻ đẹp riêng. Việt Nam giàu truyền thống và đa sắc màu văn hóa. Cùng với sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam, Hà Nội nằm trong top đầu cả nước
năm qua đón được 5,74 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16%, trong đó khách châu Á chiếm tỷ lệ cao nhất, lần lượt sau đó là châu Âu, châu Mỹ. Năm nay, nhóm giải pháp công nghệ sẽ đóng vai trò then chốt giúp du lịch thủ đô đổi mới. Trọng điểm ở đây sẽ là số hóa các cái thông tin dịch vụ du lịch, cũng như là các cái điểm đến dịch vụ du lịch và các sản phẩm dịch vụ du lịch để truyền tải một cách chính xác nhất, nhanh nhất đến nhiều đối tượng khách du lịch nhất, để hỗ trợ cho cái việc kết nối các sản phẩm. Chương trình quảng bá hình ảnh Hà Nội trên kênh CNN đã mang đến những hiệu ứng tích cực. Hà Nội được bình chọn một trong 25 điểm đến tốt nhất thế giới năm qua, đạt danh hiệu điểm đến hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch Thế giới 2018. Năm 2019, ngành du lịch thủ đô đặt mục tiêu đón hơn 6,6 triệu khách quốc tế. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì giấy gió được sử dụng rộng rãi từ thế kỷ thứ 18 trong tranh dân gian của Việt Nam như là tranh Đông Hồ, hàng trống, tranh Kim Hoàng. Tuy nhiên thì trong những thập niên trở lại đây, chất liệu giản dị này đã trở thành thử thách cho nhiều nghệ sĩ đương đại của Việt Nam. Có một người họa sĩ đã dành nhiều năm để nghiên cứu sử dụng màu nước trên giấy gió mỏng và anh đã thành công trong việc phác họa những bức tranh giản dị mà tuyệt đẹp về con người và cuộc sống nông thôn của Việt Nam trên chất liệu dân tộc. Và đó chính là họa sĩ Vũ Thái Bình, và hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với người họa sĩ tài năng này trong phóng sự sau đây. Có thể nói rằng không loại giấy nào lại bền như giấy gió. Những bức tranh và chữ viết trên giấy gió có thể bền đến hàng thế kỷ. Đó là lý do tại sao người Việt xưa dùng giấy gió để viết sách và lưu trữ tài liệu, và những nghệ nhân dân gian dùng nó để sáng tác tranh. Được truyền cảm hứng bởi ý tưởng vẽ tranh trên giấy gió, họa sĩ Vũ Thái Bình không ngại thử nghiệm và phá bỏ rào cản trong những tác phẩm của mình khi sử dụng màu nước trên giấy gió mỏng. Tuy đã từng sáng tác trên nhiều loại chất liệu khác nhau, chỉ qua giấy gió, họa sĩ Vũ Thái Bình mới cảm thấy là chính mình khi vẽ tranh. Cái giấy gió là cái thứ chất liệu mà người ta, như chúng ta biết, là được sản xuất thủ công. Tức là cái chất mộc mạc ở trong giấy nó khá là cao, nó khá là hợp với cách vẽ của tôi. Cái cách tôi dùng màu nó cũng hết sức nhẹ. Chuyển từ độ nọ sang độ kia nó rất là ít. Đây nó cũng là thế mạnh, thế yếu của từng họa sĩ một. Nó hay gọi là cái bảng màu của từng họa sĩ. Thì cái cách của tôi nó cũng giống như cái chất liệu mà tôi đang làm. Nó nhẹ nhàng. Tuy dai và bền, cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi giấy gió là cô nàng đồng đành khó chiều. Mỗi khi đặt bút xuống giấy, màu cắn xuống giấy rất sâu, vì thế rất khó sửa. Giấy gió cũng có nhiều loại khác nhau, còn gọi là các bóc. Tùy độ dày mỏng của giấy mà người họa sĩ phải điều chỉnh cách vẽ sao cho phù hợp. Bóc mỏng thì độ lăng tốt nhưng tranh sẽ không được chi tiết như tranh trên bóc dày. Nhờ sự khéo léo, tinh tế trong cách vẽ tranh mà họa sĩ Vũ Thái Bình có thể truyền tải được những cảnh đẹp bình yên, gần gũi của làng quê Việt Nam, cũng là chủ đề chính trong tranh của anh. Tôi đã ở Hà Nội, sống và làm việc ở Hà Nội gần 30 năm. Thế nhưng mà tôi lại sinh ra ở một cái vùng quê ở Hưng Yên. Nên là những cái ký ức nó luôn theo tôi. Có những con diều, có những bụi tre, có những con vật, có những cái góc sân, góc nhà, vân vân. Một cái bức tranh là tôi thường cắt những cái góc hẹp. Tôi cũng muốn kể những câu chuyện nhẹ nhàng, từng câu chuyện nhỏ. Và tôi nghĩ những góc nhỏ đấy nhiều thì nó sẽ thành những cái góc lớn. Họa sĩ Vũ Thái Bình cho biết anh rất vui khi thấy hiện nay đang có ngày càng nhiều những họa sĩ trẻ đang làm việc với giấy gió, bởi điều này sẽ tạo điều kiện cho chất liệu truyền thống này được phát triển và lan tỏa đến công chúng nhiều hơn. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin, xin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về thời tiết cho các vùng trên cả nước và thế giới.
Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.